Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bí quyết thành công. Thưa quý vị và các bạn có biết người Do Thái chỉ chiếm 0,2% tổng dân số trên toàn cầu? Trong 1.426 tỷ phú khắp nơi trên thế giới thì có tới 165 tỷ phú chiếm 11,6% là người Do Thái và tổng tài sản của họ là 812 tỷ đô la. Trong 50 người giàu nhất thế giới thì có tới 25% là người Do Thái. Và 10 người Do Thái giàu nhất thì 8 người đến từ Mỹ và 2 người đến từ Nga. Châm ngôn kinh doanh của người Do Thái đó là giao dịch trong khoảng thời gian hai đoàn tàu ngược chiều giao nhau, lấy tiền bạc mua thời gian, dùng trí tuệ để trao đổi hiệu suất. Tư duy kinh doanh, kiếm tiền và làm giàu của người Do Thái thực sự rất thông minh, khoa học, rất đáng để có thể học hỏi. Vậy thì dân tộc Do Thái có những bí quyết gì để họ có thể thành công như vậy? Những lý do nào khiến cho người Do Thái luôn thành công? Và chúng ta sẽ có thể học hỏi được những bài học vô giá nào từ họ? Bí quyết thành công xin kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 7 lý do khiến cho người Do Thái luôn thành công trong video ngày hôm nay nhé. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh trong thời điểm nhất. Quan tâm tới thông tin tức là quan tâm tới tiền bạc, coi trọng thông tin có thể giúp bạn thành công. Thông tin là nguồn sức mạnh mang tính quyết định trong thời đại này. Những người kịp thời nắm bắt thông tin đồng nghĩa với việc có được của cải và tài sản. Thông tin là người dẫn đường, là lãnh đạo của sự giàu có. Lý do đầu tiên, người Do Thái coi trọng thông tin. Người Do Thái coi thông tin quan trọng hơn tất cả. Chú trọng thông tin, nghiên cứu thông tin là một trong những thủ đoạn giúp cho người Do Thái có được thành công. Họ thường căn cứ trên những nguồn thông tin đầu tiên, nhanh chóng tấn công. Khi người khác vẫn còn đang mông lung thì họ đã sớm kiếm được rất nhiều tiền. Khi người khác đã bắt đầu tỉnh táo thì họ đã sớm kết thúc trận trường. Đợi đến khi người khác tiến vào, chỉ còn nước giúp người Do Thái thu dọn chiến trường mà thôi. Người Do Thái từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục Talmud, hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ khế ước một cách nghiêm ngặt và sâu sắc. Trong giới kinh doanh toàn cầu, sự trọng tín tuân thủ khế ước của người Do Thái đã trở thành thương hiệu. Ký kết khế ước với người Do Thái đồng nghĩa với việc có được sự bảo đảm chắc chắn mà không cần phải nghi ngờ bất cứ thứ gì. Lý do thứ hai đó là người Do Thái coi trọng khế ước. Người Do Thái một khi đã ký kết hợp đồng, dù có xảy ra vấn đề gì thì cũng tuyệt đối không hủy hợp đồng. Người Do Thái không những tự mình tuân thủ khế ước mà cũng yêu cầu đối phương tuân thủ khế ước một cách nghiêm ngặt. Việc người Do Thái tuân thủ khế ước gần như đạt mức khiến người khác phải giật mình. Trong quá trình kinh doanh, buôn bán, người Do Thái không bao giờ nhường nhịn. Nhưng đứng trước khế ước, hợp đồng, dù phải chịu thiệt thòi, họ cũng vẫn tuyệt đối tuân thủ. Điều này khiến cho họ gây được danh tiếng lẫy lừng. Trong mắt người Do Thái, khế ước, hợp đồng là lý do tồn tại của họ. Nếu không tuân thủ, ắt sẽ gặp phải tai nạn. Do vậy, họ kinh doanh thật thà, không lừa dối, tuân thủ hợp đồng. Bởi thật thà là luật pháp kinh doanh tối cao nhất. Giao dịch bình đẳng, mọi việc công minh, ắt sẽ thu được nhiều lợi ích thực tế cao nhất. Nếu bạn hỏi, người Do Thái thứ gì là quan trọng nhất? Câu trả lời chắc chắn sẽ là trí tuệ. Người Do Thái rất sùng bái trí tuệ. Họ cho rằng, tri thức dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng nó dùng để rèn luyện trí tuệ. Trí tuệ là tài sản đi cùng bạn cả đời, nó luôn giúp đỡ và bảo vệ bạn. Người Do Thái coi trọng trí tuệ. Thông thường, khi trẻ em Do Thái chưa trưởng thành, các bậc cha mẹ đã dạy chúng rất sâu sắc rằng trí tuệ quan trọng hơn của cải và địa vị. Nếu một ngày kia nhà con bị cháy, của cải bị cướp sạch thì con sẽ mang cái gì đi trốn? Người mẹ hỏi. Tiền, một đứa trẻ đáp. Kim cương, một đứa khác trả lời. Có một thứ không hình dạng, không màu sắc, không mùi vị, các con có biết là gì hay không? Người mẹ hỏi tiếp. Bọn trẻ suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra được đáp án. Người mẹ cười nói tiếp. Các con ạ, thứ các con mang đi không phải là tiền, cũng không phải là kim cương mà là trí tuệ. Trí tuệ là thứ không ai cướp đi được. Chỉ cần con còn sống thì trí tuệ sẽ mãi mãi theo đuổi con. Dù đi đến đâu, các con cũng sẽ không mất nó. Rất nhiều bà mẹ Do Thái đã dạy con cái của mình như vậy. Cho nên, quan niệm về trí tuệ đã bắt rễ sâu trong lòng người Do Thái. Trong xã hội của Do Thái, gần như ai cũng cho rằng học giả vĩ đại hơn quốc vương và vĩ đại hơn phú ông rất nhiều. Dân tộc Do Thái rất coi trọng học vấn, thế nhưng so với trí tuệ thì học vấn cũng thấp hơn. Họ ví những người có tri thức mà không có trí tuệ là con lừa cõng trên lưng rất nhiều sách vở. Đối với người Do Thái, loại người này dù có nhiều tri thức cũng chẳng ích gì.
Nếu chỉ thu thập nhiều tri thức mà không sử dụng, thì coi như chỉ chất đống sách vở mà không dùng, cũng là một sự lãng phí. Tri thức có thể mang lại sự may mắn và của cải cho bạn, nhưng nó sẽ không thể phát huy tác dụng như vậy mãi mãi. Bởi tri thức sẽ dần bị cũ đi theo thời gian, còn trí tuệ mới là của cải thực sự, quý hơn cả tiền vàng. Người Do Thái cũng coi nhẹ việc học tập thông thường. Họ cho rằng học tập thông thường chỉ là một sự bắt chước chứ không phải là sáng tạo. Trên thực tế, học tập phải là nền tảng của sự suy nghĩ. Người Do Thái cho rằng trí tuệ có trí tuệ sống và trí tuệ chết. Trí tuệ chỉ khi phát huy được hiệu quả thực tiễn mới là trí tuệ thực sự. Trí tuệ như vậy mới là quan trọng. Trong con mắt của người Do Thái, tiền bạc và trí tuệ không bao giờ mâu thuẫn lẫn nhau, chúng có thể kết hợp một cách hoàn hảo với nhau. Người Do Thái nói rằng, giá trị của bạn là cái đầu chứ không phải là cánh tay. Người Do Thái giàu có không chỉ bởi lượng của cái lớn hiện có trong tay họ, mà họ vốn có một cái đầu biết kiếm tiền, họ dựa vào cái đầu để làm giàu. Lý do thứ tư khiến cho người Do Thái luôn luôn thành công, đó là người Do Thái biết mượn thế mượn lực. Nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái đó là, với tư cách là người kinh doanh, nhiệm vụ của họ đó là tìm đủ mọi cách để xây dựng một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Việc còn lại để người khác làm, bản thân họ chỉ đợi để kiếm tiền. Người Do Thái biết tận dụng nguồn tài nguyên để kinh doanh, tất cả đều nhờ vay mượn. Mượn tiền vốn, mượn công nghệ kỹ thuật, mượn nhân tài. Thế giới này vốn đã chuẩn bị đủ tất cả những nguồn tài nguyên mà bạn cần. Việc bạn cần làm đó chỉ là thu thập lại nó mà thôi. Đồng thời vận dụng trí tuệ tổ hợp mà chúng lại với nhau một cách hữu cơ. Đây chính là cách tư duy kinh doanh kiếm tiền của người Do Thái. Nếu bạn hiểu biết về Apple, chắc chắn bạn sẽ cho rằng đây là một công ty sáng tạo kỹ thuật kiểu như Microsoft. Mặc dù Apple là một tên tuổi đình đám trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thì nhưng rốt cuộc Apple đã phát minh ra kỹ thuật mới gì? Câu trả lời gần như là không. Apple chưa bao giờ giống như những hãng như là Microsoft hay là Xerox sáng tạo ra kỹ thuật hoàn toàn mới. Máy tính cá nhân không phải là do Apple phát minh. MP3 là kỹ thuật đã cũ, còn điện thoại thì càng không cần phải nói. Apple luôn đến sau nhưng đứng đầu phát triển một kỹ thuật hoặc là sản phẩm đã có sẵn. Vậy thì bí quyết thành công của họ là gì? Đó là vì họ biết mượn thế mượn lực. Steve Jobs và cả hãng Apple không hề né tránh cách nói này. Thành công của Apple được xây dựng trên cơ sở bắt chước từ sự sáng tạo của người khác. Giống như Jobs đã nói, không phải mỗi người đều phải tự trồng lương thực cho mình ăn, cũng không phải mỗi người đều phải tự làm quần áo da cho mình mặc. Chúng ta nói thứ ngôn ngữ do người khác phát minh, sử dụng toán học do người khác phát minh. Chúng ta đang sử dụng thành quả của người khác, sử dụng kinh nghiệm và điều đã có của nhân loại để sáng tạo, làm ra một điều tuyệt vời. Steve Jobs đã từng nói rằng, nghệ sĩ giỏi sao chép tác phẩm, nghệ sĩ vĩ đại lấy trộm ý tưởng. Chúng ta không coi việc ăn cắp tác phẩm vĩ đại của người khác là nỗi nhục. Và đây là nguyên lý trong sáng tạo của Apple. Người Do Thái thuộc tộc người Semit, phân bố khắp nơi trên thế giới. Và Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới có dân tộc chủ thể là người Do Thái. Người Do Thái là chủng tộc có IQ bình quân cao nhất thế giới, IQ bình quân trên 125. Tổng dân số người Do Thái chỉ chiếm 0,2% tổng dân số trên toàn cầu. Thế nhưng theo con số thống kê, từ năm 1901 đến năm 2004, có 167 người Do Thái hoặc là có huyết thống người Do Thái đạt giải Nobel, chiếm 22% trong tổng số người được nhận giải. Và với video ngày hôm nay thì Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về 7 lý do khiến cho người Do Thái luôn luôn thành công. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 4 lý do, vậy thì 3 lý do còn lại là gì? Tại sao người Do Thái lại có thể thành công với những lý do đó? Chúng ta sẽ có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của họ? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo trong video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Đến với lý do thứ 5 mà người Do Thái luôn luôn thành công, đó là kiên trì với nguyên tắc lợi nhuận cao mới kiếm được nhiều tiền. Lợi ích bán nhiều là nguyên tắc kinh doanh kiên cố, không thể phá vỡ của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng người Do Thái lại hoàn toàn ngược lại. Khẩu hiệu của họ đó là phải có lợi nhuận cao mới kiếm được nhiều tiền. Kết quả là họ kiếm được nhiều tiền hơn so với các dân tộc và quốc gia khác. Người Do Thái cho rằng, giữ giá thấp chứng tỏ bạn không tự tin vào sản phẩm của mình. Dù chỉ là một tờ tiền mệnh giá 1 đô, người Do Thái cũng có thể bán được nó với giá 2 đô, thậm chí là 10 đô. Họ tuyệt đối không bán hàng hóa của mình với giá thấp. Đó là tín điều của người Do Thái. Bí quyết thành công xin được lấy ví dụ. Khi các công ty truyền thống nhận thấy không thể thắng trong cuộc chiến về giá với những công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ giá rẻ, họ sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm của mình, nỗ lực cùng tồn tại với đối thủ. Chiến lược này triển khai dưới nhiều hình thức. Thiết kế ra những sản phẩm bắt mắt như Apple và Bang Olufsen đã làm. Sáng tạo liên tục theo đúng truyền thống của Gillette và 3M. Cung cấp chọn gói sản phẩm độc đáo như Sharper Image và Grow Food đang tiến hành.
tạo ra thương hiệu mang ý nghĩa cộng đồng như Harley Davidson và Red Bull đã làm, bán kinh nghiệm của mình như Ford, Citizen, Nordstrom và Starbucks đã làm. Các bạn ạ, người Do Thái cho rằng kết quả của một cuộc cạnh tranh lợi nhuận thấp đó là một lượng lớn nhà sản xuất sẽ bị đóng cửa. Hơn nữa, không gian sinh tồn của mọi người sẽ ngày càng khó khăn. Do vậy, không ít người Do Thái kiên quyết không kinh doanh lợi ít bán nhiều. Họ kinh doanh những thứ có lợi nhuận cao phù hợp. Trong việc lựa chọn ngành nghề, họ cũng rất anh minh. Họ luôn lựa chọn kinh doanh những sản phẩm tiêu dùng đắt đỏ. Phương pháp sinh tồn của người Do Thái đó là xây dựng thói quen cần kiệm. Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ rất chú trọng tới việc bồi dưỡng tinh thần cần kiệm cho con cái của họ. Họ cho rằng, đấng tối cao luôn ban thưởng cho người cần cù những danh dự và phần thưởng tối cao nhất. Còn những người lười nhác sẽ không được nhận bất cứ món quà nào. Cần kiệm, chăm chỉ, đây chính là lý do thứ 6 khiến cho người Do Thái luôn luôn thành công. Người Do Thái sùng bái công việc, họ ghét việc phải nhàn rỗi cả ngày, không có việc gì làm, lang thang khắp nơi. Họ cho rằng, đó là điều khiến họ cảm thấy khó chịu nhất. Thay vào đó, họ yêu thích cách làm việc căng thẳng và chăm chỉ. Sự thực là làm việc chăm chỉ là yếu tố quan trọng hơn tài năng. Khi bạn lần đầu tiên gặp gỡ hoặc nghe kể về một người thành công, thật dễ dàng để tin rằng họ phải được sinh ra trong những điều kiện tuyệt vời nhất. Trong thực tế, có rất nhiều ví dụ về những người giàu có, nổi tiếng tự thân, đi lên bằng sự chăm chỉ. Khi bạn nhận ra rằng làm việc chăm chỉ là thực sự quan trọng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, nếu ai đó nói với bạn rằng bạn không có tài năng thiên bẩm hay là bạn không có khả năng trong lĩnh vực nào đó, nhưng bây giờ bạn hiểu rằng thành công đến từ những nỗ lực và chăm chỉ thì không có lý do gì khiến bạn nhụt chí. Và nếu ai đó từng khen bạn là thiên tài thì hãy nhắc nhở họ rằng đó là sự khác biệt đến từ những nỗ lực làm việc mà bạn tạo ra. Người Do Thái là chủng tộc nỗ lực cao nhất trên thế giới này. Tinh thần ngoan cường này đã tạo ra không biết bao nhiêu tỷ phú người Do Thái. Những nhân vật kiệt xuất đó không ai là không có tinh thần phấn đấu quên mình. Người Do Thái gần như là một nhóm người làm việc không biết ngừng nghỉ và mệt mỏi. Họ có thể làm việc lâu dài trong điều kiện làm việc nặng nhọc mà không oán than bất cứ một lời nào. Người Do Thái biết cách vận dụng và nắm bắt thời gian. Một người kinh doanh muốn kiếm tiền, đầu tiên phải biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Như vậy mới có thể tập trung trí lực để kinh doanh. Người Do Thái rất coi trọng thời gian. Đây chính là lý do thứ 7 khiến cho người Do Thái luôn luôn thành công, quý trọng thời gian. Thời gian và cuộc sống của chúng ta là luôn song hành với nhau. Cuộc sống dạy chúng ta biết cách quản lý quỹ thời gian và thời gian dạy cho chúng ta hiểu giá trị của cuộc sống. Chính vì thế, nếu chúng ta lãng phí thời gian là lãng phí chính cuộc đời của mình. Nếu làm chủ được thời gian thì chính là làm chủ được cuộc sống của chính mình. Trong công việc, người Do Thái luôn tranh thủ từng giây. Trong mắt họ, thời gian như một loại hàng hóa, vốn để kiếm tiền, có thể sản sinh ra lợi nhuận. Do vậy, mất mát thời gian đồng nghĩa với việc mất mát hàng hóa hay chính là mất mát bạc. Thời gian là hữu hạn, đừng vì những điều người khác nói về mình mà phó mặc và buông xuôi. Chẳng ai biết giá trị thực sự của mình ngoài bản thân mình. Vì vậy, không nên phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nếu muốn trở thành một người thành công, chúng ta phải biết cách phân chia, quản lý thời gian một cách hợp lý để tránh bị phân tán. Đó là kỹ năng bắt buộc cần phải có. Và để làm được việc đó thì bạn cần phải hiểu rõ mục tiêu trong mỗi việc làm của mình. Nếu không tính toán, suy nghĩ đến mục đích và lợi ích khi làm, bạn có thể lãng phí thời gian mà không hề hay biết. Cuộc đời trôi qua thật nhanh, không nên hoài phí thời gian theo đuổi những điều không cần thiết. Hãy tận dụng từng phút, từng giây để làm những điều có nghĩa, để bản thân không cảm thấy hối tiếc. Đừng trách móc, phán xét người khác, mà hãy dành thời gian cho cuộc sống, công việc và hành trình tương lai của mình. Bạn sẽ cảm thấy điều đó có ý nghĩa và thật hạnh phúc. Ngoài ra thì người Do Thái còn có ý thức độc lập, ý thức sinh tồn lý trí, tinh thần quật cường không ngừng vượt lên chính mình. Tất cả khiến họ có tố chất văn hóa và tinh thần, ý chí nổi bật hơn người. Đây chính là gốc rễ căn bản để người Do Thái trở thành cao thủ dẫn đầu trong biển người kinh doanh. Với 7 lý do khiến cho người Do Thái luôn thành công mà bí quyết thành công đã chia sẻ với quý vị và các bạn ở trên, thì tôi mong rằng các bạn sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về 7 điều này và vui vẻ áp dụng chúng vào cuộc sống và công việc của mình. Thành công là do bạn lựa chọn, cơ hội là do bạn nắm bắt, nó không bày sẵn ra trước mắt để bạn tóm gọn. Thế nên, sau khi tham khảo 7 lý do khiến người Do Thái luôn thành công, thì các bạn sẽ sắc sảo hơn trong quan sát, tinh danh hơn trong lựa chọn.